Xin chào tất cả nhà. Hôm nay mẹ con sẽ làm món rau câu trái cây và rau câu phô mai cheese. Cả nhà cùng vào bếp với mẹ con và con nhé. Đây nha cả nhà, đây là nguyên liệu gồm có dâu tây, nhãn, saffron, hạt đác, còn ngâm có chanh dây và có này không nè? Đây là gì? Cốt vô tầm. Đây là nước cốt vô tầm. Giờ sáng không? Sáng. Giờ chói nắng quá phải không? Không. Mày bấm bấm gì vậy? Rồi, được rồi con. Đây là saffron nè. Saffron. Đây là phô mai cheese. Gồm trong đó có là phô mai con bò cười, sữa tươi. Là sữa tươi hát trung yên, sữa ông thọ nữa. Và có sữa ông thọ, sữa đậu. Bây giờ mẹ sẽ đun lên. Có bị chói không con? Kéo rèm xuống bớt nha. Rồi bây giờ mẹ sẽ đun cho cái hỗn hợp nè. Sữa này nó tan ra, xong mình đánh cho nó mịn lại. Đun lửa nhỏ thôi, này không đun lớn được. Cái gì? Con làm hả? À? Rồi con đun cho tan ra cho mẹ nha. Tan. Tan cho, nè, con tan cho hỗn hợp tan ra. Khó đánh nhất là cái phô mai đấy, đúng không ạ? Ừ. Trong khi đó thì mẹ sẽ lấy mấy cái nguyên liệu này cho vòng hộp. Ủa nhưng mà bây giờ đâu quay được. Còn rau câu là xong chưa? Kim chi này mình cho vô cái sữa, trà sữa đúng không ạ? Được. Thánh lên đi con, thánh lên nhẹ thôi nha, cho nó đổ ra ngoài đó. Cái muỗng này đánh nó dễ hơn. Nó đánh gì nó tán thôi. Thơm cái gì vậy ta? Dạ. Dạ. Khét nữa hả? Hơi nóng nha cả nhà. Chút xíu mình sẽ bỏ rau câu vào trong cái khuôn. Rất là đẹp luôn. Rồi giờ. Đây là lò rau câu bên đây đã đun rồi nè. À được rồi, để đi chút xíu. Đun rau câu với đường phèn cho nó tan chảy ra đều hết. Tan. Là hình như mùi này quen quen ta. Nóng quá. Rồi ra đi mẹ làm cho. Lấy cái muỗng ra đưa ra muỗng đây. Mình phải nấu lửa nhỏ thôi. Mình nấu chi mình chỉ nấu lửa nhỏ thôi cả nhà ơi. Nấu cho phô mai tan ra. Quan trọng là cái khoảng này mình đánh cho tan đều ra thì nó sẽ không có cái thì nó sẽ không bị lợn cợn. Nó lửa nhỏ thôi, thật là nhỏ, nóng lên mình đánh cho nó tan đều chảy ra. Để mình làm cái phô mai chi rất là thơm và béo. Mình chỉ cần giữ ấm được rồi, mình không có cần đun cho nó sôi đâu cả nhà. Đây là hỗn hợp sữa tươi, phô mai và sữa ông thọ. Chút xíu mình sẽ cho vào cái rây mình lọc nó lại. Thật là mịn mới được, cứ còn lợn cợn vậy là chưa được.
Hôm sau mình sẽ làm rau câu bánh phần lăng nha cả nhà ơi. Ừ. Lăng mẹ phải làm bánh trước xong rồi mới làm được chứ. Mẹ phải làm bánh trước. Mình làm thạch nè, mình cất vào trong tủ lạnh á, xong rồi mình pha trà sữa, mình làm lấy thạch này mình làm topping, mình làm trà sữa luôn. Trà sữa ta pha sao ta? Hay là lấy trà pha với sữa? Có phải có liều lượng chứ, mình mua trà ô long á về mình pha với hoặc là matcha đó về mình pha ra, pha với lượng sữa. Rồi xong mình lấy cái topping mình làm rau thạch nè, mình để lên trên mình làm trà sữa. Hôm sau mình sẽ làm trà sữa bằng cái nguyên liệu topping hôm nay mình làm thạch nha cả nhà ơi. Mình sẽ không có dùng trân châu đâu, trân châu mình không biết làm, mình chỉ làm thạch được thôi. Rồi mình gọi cho cái hỗn hợp này tan đều ra. Mình nêm thử cái vị ngọt vừa thôi cả nhà. Mình không nên cho sữa ông thọ nhiều quá thì nó hơi ngọt gắt. Mình cho sữa tươi á, rất là thơm. Rồi giờ mình sẽ cho cái phô mai này qua một cái rây, mình tán cho nhuyễn cho mịn ra rồi trước khi mà mình cho rau câu vào. Như vậy thì cái phô mai của mình nó sao không có bị lợn cợn mà nó rất là mịn. Rồi. Ăn vào vị béo, thơm lắm, mềm nữa. Mày đổ cái bánh nè. Xong rồi. Giờ đổ ra cái đây. Cái tô này nó to to một xíu thôi. Đổ vào cái tô này được. Nó sao đâu câu nó sao. Rồi bây giờ mình đã làm cái hỗn hợp phô mai với sữa mịn đây nè cả nhà, khá là mịn rồi ha. Giờ mình sẽ cho ra cái đây làm cho thật là mịn luôn. Rồi nha cả nhà ơi, mình cho ra đây. Đây. Đây là cái hỗn hợp của mình nè. Cầm cái đây lên chứ mẹ con. Đây là hỗn hợp sữa. Ôi nhiều quá, nó là không vét được nè. Nóng quá. Đây là hỗn hợp sữa nè, phô mai nè, sữa ông thọ, sữa tươi nè. Bây giờ mình sẽ cho ra cái rây. Mình lược thật là mịn màng. Đây. Các bạn ở dưới, các bạn thấy ở phần phía dưới nó rất là mịn đúng không? Chút xíu mình cho rau câu vào là mình làm cái rau câu chi rất là ngon và thơm mịn lắm. Em Sushi đi học rồi, nếu mà em Sushi hôm nay có ở nhà là em Sushi rồi làm rồi đó. Đây phần phô mai còn lại nè. Rồi giờ mình làm cho nó mịn nè, mình đánh cho nó mịn nè. Tạm này hơi mất công, hơi kỳ công một xíu nhưng mà ngon. Mà món này cực kỳ ngon luôn. Mẹ có mấy cái khuôn rau câu mà giờ mẹ không nhớ nằm đâu, giờ đi tìm lâu quá. Có nhiều cái khuôn rau câu quá mà không biết bây giờ nằm đâu rồi. Nhớ mà có nhiều khuôn nhớ không? Nhớ. Có xoài qua này qua kia đó. À nhớ. Bây giờ mà không biết nó đâu. Nó rồi. To lắm. Ừ, chứ không chuyển nhà xong rồi giờ mình không nhớ nó nằm ở đâu. Đây. Wow. Cái đó chắc là cái sốt. Phô mai đó con. Hay là sốt phô mai đóng lại không ạ? Cái vị béo là phô mai đó. Con này thì mấy bạn nhỏ cực kỳ thích luôn. Ừ, rất là thơm, rất là béo. Lấy tay con làm mà cứ đứng nó chấm chấm mút mút không à. Ngon. Ngon thì ngon nhưng mà mẹ đang làm. Rau câu trái cây thì có vị chua, ngọt. Có bạn sẽ không thích nhưng mà rau câu phô mai là đảm bảo. Hầu như ai cũng thích vị này. Đây, mình cho sữa vào để mình ấy cho hết nha cả nhà. Mình dùng khoảng một hộp sữa TH Cream Milk á. Giờ chắc là mình sẽ lấy hết cái phần này xuống. Phần phô mai mình đã cán mịn xuống nè. Giờ thì rất là mịn màng rồi, ngon lắm. Rồi, mình quậy lên nè. Chút xíu mình sẽ cho
rau câu vào, mình sẽ có làm các bạn thấy không? Từ từ nha, để mẹ đánh đều ra nha. Đây, bị chói nắng rồi. Mình cái bếp mình ngay thứ hai nha cả nhà ơi. Đây, lò thứ hai. Rồi thấy rồi. Đây là lò thứ hai của mình là rất là mịn, xuống rất là nhanh. Tại vì phô mai mình đã cán cho nó mịn ra rồi. Bây giờ rất là nhanh. Đánh cho hết nha cả nhà ơi. Các bạn đánh cho hết rồi. Là vị sữa với phô mai thôi, mất công chút xíu mà mình phải làm cho nó hết nhưng ngon lắm, đừng bỏ lãng phí. Rồi, cái muỗng này cũng dính nó căng lắm. Từ mình lấy ra hết. Rồi, giờ em đã có được hỗn hợp phô mai, sữa, phô mai với sữa tươi nè, sữa ông thọ nữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho rau câu vào. Đây, rất là mịn đây nè, đúng rồi, mình trộn rau câu vào trong này. Nè, chờ em một chút xíu nha. Câu là mình đã nấu rồi đây cả nhà ơi, mình nấu rau câu với đường phèn. Nó đã tan đều hết rồi nè, nước rau câu rất là trong ha. Rồi giờ mình sẽ lấy rau câu để trong cái phô mai để mình làm cái phô mai chi. Đây, mình cho rau câu vào. Con tưởng là đổ rau câu vô không, đợi nó đông lại không có cho chi này lên nữa. Không, mình để vậy nè. Cái đó là làm topping ở trên, còn này là mình trộn vào đều luôn. Rồi, mình đã có một cái hỗn hợp rau câu phô mai chi. Đây, mình đánh cho nó đều lên. Cho phô mai nè, sữa nè, rau câu nè, nó hòa đều, tan đều vào nhau hết. Và mình nêm có vị béo, ngọt ngọt, béo nhẹ, ngọt ngọt nhẹ. Thì mình sẽ có hỗn hợp rau câu phô mai chi để mình làm món rau câu chi nhé cả nhà. Rồi, giờ mẹ sẽ nêm thử coi nó có vừa chưa. Ngon quá. Rồi, được rồi đó. Không bé à? Ừ, em là bạn nào ăn béo thì mình cho nhiều phô mai, còn mình ăn vừa thì mình làm vừa thôi. Rồi, cho ra ngoài để cho nó nguội nguội xíu. Để đây cho mẹ nha. Đây là cái hỗn hợp phô mai cái chi. Rồi bây giờ mẹ sẽ làm cà phê sữa nè. Đây là cà phê sữa mẹ đã pha rồi nè. Đây, cho vào đây con nhìn nha. Cà phê sữa và rau câu. À, vị cà phê sữa. Đây là cà phê sữa ha. Rồi bây giờ mẹ sẽ cho. Ôi nó có màu chứ. Rồi bây giờ mẹ sẽ cho rau câu vào để mình có rau câu vị cà phê sữa. Để đây con, để gần gần con. Rồi mình sẽ cho cà phê sữa vào. Cà phê sữa mẹ làm nhạt lắm cho nên chỉ có mùi thơm thôi chứ không có đậm lắm đâu cả nhà. Ai thích ăn lạnh thì bỏ cà phê. Mình nhiều. Làm nhẹ thôi. Thơm quá mẹ ha. Ừ, thơm mùi cà phê đúng không? Không, thơm mùi sữa nè. Mùi sữa ha. Mình làm phô mai chi á thì mình sẽ đi kèm với cà phê, như vậy thì mùi nó sẽ nổi dậy mùi hơn. Một vị là vị sữa béo, một vị là vị thơm của cà phê, nó rất là hợp. Chứ mình đừng làm với vị khác thì nó không hợp. Rồi đây là một cái bát rau câu vị cà phê. Đây mẹ đánh nó lên. Con đừng có lắc con. Có nhiệm vụ cầm máy quay mà lắc quá vậy. Mà con đứng choáng hết mặt tiền của mẹ luôn nè, thấy không? Đừng có lắc, mẹ nói đừng có lắc. Mình quậy cho nó đều lên giữa rau câu nè với vị cà phê. Rồi mình để cho nguội một chút xíu nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình đổ từng lớp một. Được chưa? Rồi đầu tiên là mẹ sẽ để
phô mai chi lên trước. Rồi đây. Một lớp mỏng thôi cả nhà. Rồi, một lớp mỏng ha. Lớp thứ hai, cái phô thứ hai. Mình để xếp ở đây một xíu đi. Rồi con rảnh không? Con ra giúp mẹ chuyện này nè. Nhờ bạn sushi một chút xíu. Rồi con ra con rảnh cho cái cà phê này nó mau nguội cho mẹ nè. Làm gì nè, được không? Được. Nó mau nguội nha. Rồi con làm đi. Bà Xu con canh cái điện thoại gì mà không có ngay gì trơn hết rồi. Rồi được 3 khuôn rồi ha. Mình làm cho cái cà phê này nó mau nguội một chút xíu. Chứ để cái đó mình cho lên trên mặt. Đây nè cả nhà, đây là rau câu vị cà phê mình sẽ cho lên trên mặt. Mình dùng cái loại rau câu dẻo chứ mình không có dùng rau câu giòn nha cả nhà ơi. Ủa Su Su ơi, con có quay không vậy? Nãy con có bấm nút quay không? Mình xem coi cái rau câu ở trên đây nó nguội bớt chưa, nó đông đông cái lớp mặt kia thì mình sẽ cho cái lớp tiếp theo vào. Chà xíu à, nó hơi cứng cứng rồi đó, mình sẽ cho lớp tiếp theo của cà phê sữa lên trên mặt. Cho khéo khéo để cho cái rau câu mình không bị bể nha cả nhà ơi. Đặc biệt đó, rất là khi mà mình cho sữa vào là nó rất là nhanh nguội, nên mình phải làm nhanh tay một xíu, nguội nó sẽ bị đông lại. Đông lại thì khi mình cho từng lớp vào nó sẽ không có dính, không có kết dính. Nhìn rất là đẹp. Rồi mình chờ cho lớp thứ hai đi, trong khi đó thì phô mai cho đây mình sợ nó đông á thì mình sẽ bật lửa nhỏ thôi. Bật lửa nhỏ tiếp tục để cho cái phô mai. Chờ một chút xíu cho lớp phô mai của mình nó đông cái mặt lại xíu thì mình sẽ cho tiếp tục. Kiểm tra nha cả nhà, kiểm tra xem cái lớp nó đông hơi chưa.
nếu mà được rồi thì mình sẽ cho lớp tiếp theo. Nồi tránh bị chảy, mình để lên bếp cái việc ấm bị ấm hoài hoài nó không bị, nó sẽ không bị đông ra, không bị đông lại. Cô xây để cho nó nguội không, ý là cái quạt, con quạt đi. Cái rau câu quạt, con quạt quạt nào của con quạt được á cho nó mau nguội. Mẹ không có, mình không có làm ngọt lắm, mình làm nhẹ thôi, rồi lỡ là làm ngọt không có tốt. Xong rồi cái này mình hơi cắt nhỏ, mình cho lên trên mặt của mày ngồi chưa trà sữa đó, mình làm topping cho trà sữa rất là ngon cả nhà ơi. Hơi ồn xíu nha chồng. Để nó đông lại nè. Cái cổ con bị gì vậy? Rồi con tu cũng quạt rồi. Được rồi đó, bề mặt được rồi đó. À, mình sẽ cho một lớp tiếp theo vào, cho lớp phô mai tiếp theo. Mưa hả con? Dạ. Trời mưa rồi. Ngày này nghỉ hè cho nên ở nhà mấy mẹ con làm này làm kia cho nó vui. Rồi mình lấy cái tay mình thử nhẹ nhẹ, và mình thấy mà lớp rau câu hơi cứng cứng lại là mình cho lớp tiếp theo được, cho nhẹ nhẹ thôi cả nhà, để không có bị loang xuống ở dưới cái lớp cái thứ hai nha. Cái này bạn Xu chưa đủ trình để làm đâu nên không có cho bạn Xu làm. Xu làm sao? Không, cái bánh flan hôm trước á, bánh flan hồi nhà cũng đang cho lớp caramel vô, thấy đụng vô thấy nó cũng cứng rồi, cái đổ bánh flan vô. Rồi làm nguội cái lớp mặt chi cho mẹ kìa. Mình sẽ làm nhẹ nhẹ thôi. Cà phê sữa giờ thì rất là nhanh nguội rồi các bạn. Vẫn trên trên bếp mình vẫn cái bật lửa ấm ấm để cho cái nồi hôm nay của mình nó không có bị đông lại nha các bạn. Được rồi đó. Cứng nha.
đó, sắp được rồi đó, cái này chưa được thì còn cứng. Và bây giờ mình sẽ, mẹ kêu con làm giùm mẹ, cái con đi quạt con ha, đi quạt cái bên đây nè, cái hộp này nè con, quạt hộp đó đó, đúng rồi, xu ra quạt cho nó mau nguội. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một lớp nữa vào trong cái phô mai ha, một lớp cà phê nữa. Khi mình đổ cà phê rau câu, mình đừng đổ trực tiếp thẳng vào mà mình đổ ở trên cái vành của cái khuôn á cả nhà. Như vậy thì rau câu nó sẽ tự lan chảy ra, nó sẽ không có bị một lúc mà mình đổ một lúc nhiều á, nó sẽ bị thấm, nó bị thấm xuống như cái lớp tiếp theo á. Mình cứ đổ từ từ thôi thì cái khuôn của mình rất là đẹp. Quạt cho mẹ cái này đi, bà Xu đang quạt cho nó nguội đó. Cho cái khuôn tiếp theo. Làm gì kêu quạt gì mà đi đâu nữa vậy? Đi đâu nữa vậy? Xong rồi thì khuôn thứ nhất. À, con cao dẻo, con vị cà phê và vị phô mai chi. Cái khuôn này khá là đẹp đó cả nhà. Rồi, mình sẽ cho lớp tiếp theo nha. Một lớp rau câu trong. Một lớp rau câu trong lên trên mặt thật là nhẹ nhàng thôi. Rồi, mình xong rồi đó. Rồi, một lớp rau câu trong lên trên mặt của cái khuôn cuối cùng ha. Đây rồi đó. Không biết bạn xin trốn ở đâu mất tiêu rồi cả nhà. Rồi, xong rồi nè, đừng đụng cái này nữa mẹ nữa, xong rồi. Không có tôi làm. Rồi, để cho nguội đàng hoàng lớp thứ hai nè, con nhìn ở dưới nè, rất là đẹp ha. Như vậy. Rồi, bây giờ mẹ sẽ cho cái rau câu chi này lên trên cái khuôn cuối cùng. Thank you.
quạt giúp mẹ nào. Không bên đây không còn quạt bên đó đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau câu ô khuôn của Mai Chi lên cái khuôn cuối cùng ha. Quạt cái mẹ đi. Để mình làm tiếp pin trà sữa. Rồi ok. Xong. Phô mai chi. Rồi rau câu phô mai chi xong rồi cả nhà ơi. Đây. Đây là hai cái khuôn rau câu phô mai chi. Khi nào nguội xong em sẽ dùng cái đồ cắt, em sẽ cắt ra từng miếng nhỏ miếng nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang rau câu trái cây nhé cả nhà. Rồi. Giờ trước tiên là mình sẽ làm vị gì trước đây? Mình làm hạt đác nha cả nhà. Đác rồi. Đây cái kính cho mẹ coi, không cái đường. Đây là hạt đác nè cả nhà, hạt đác em ngâm trên dây. Giờ mình sẽ cho vào khuôn nha. Mỗi khuôn mình sẽ cho một hạt. Có nhiều khuôn. Không có rất được cho mẹ cái kính nè. À, giờ mình sẽ đổ rau câu trước, đổ một lớp nhỏ thôi. Rồi xong mình hãy cho cái đát vào. Rồi mình thấy món rau câu này làm cũng nhanh lắm, mà chịu khó mình hơi kỳ công một xíu. Có mấy cái khuôn bé bé xinh xinh đây. Câu hạt đác thì mình không có cần phải làm màu gì đâu, mình chỉ cần cho cái hạt đác vào trên là được rồi. Cho rau câu vào, cho hạt đác vào. Mỗi một khuôn mình sẽ cho một hạt. Trời ơi, gấp không được nữa. Tiếp tục đi con, mình giới thiệu đi. Đây, mình tiếp tục cho hạt đác vào trong cái khuôn rau câu nha cả nhà. Mỗi một khuôn mình cho một hạt thôi, không cần phải cho nhiều quá đâu. Sau đó mình sẽ cho rau câu lên trên. Hạt đác nó khá là trơn cho nên múc cũng hơi khó nữa. Hạt đác mình đang sên với đường phèn nè, với chanh dây rồi nên có vị chua chua của chanh dây. Mình làm dùng làm rau câu hoặc là ăn với sữa chua rất là ngon. Mỗi một khuôn mình chỉ cần cho một hạt thôi. Cho mẹ thêm hạt đác thôi, xua đây hết rồi con. Rồi nó làm cùng với mẹ mà nó cứ đi đâu hoài vậy ta? Đi đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? Đi vô đó làm gì? Không có làm gì. Ôi mà không có làm gì, đi vô trong phòng làm gì? Không, ở đây phụ mẹ làm. Mỗi một khuôn mình chỉ cần cho một hạt thôi. Và hạt đác các cả nhà có rất nhiều dinh dưỡng. Rồi bây giờ mình đã làm được xong rồi ha. Cho vào đây một xíu vị chanh dây đi, rất là thơm ngon. Rồi xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp rau câu lên trên mặt cho nó đầy khuôn ha. Giống như mình làm khuôn nước đá vậy.
cũng mau nguội, rau câu cũng mau nguội lắm đó nha. Mình đang làm rau câu mà ngoài trời đang mưa kìa. Con xem giùm mẹ cái clip có quay được không? Dạ được. Rồi, xong cái khuôn rau câu hạt lát của em xong rồi, tiếp theo mình sẽ làm rau câu nhãn nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ làm rau câu nhãn, chắc không đủ rau câu quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít rau câu vào trong khuôn. Em mua nhãn em bóc vỏ rồi, bóc hạt xong hết rồi, còn lại cái phần thịt nhãn thôi. Mua nhãn xuồng đó cả nhà, nhãn đó thì cơm nó nhiều, một ít nước nữa. Rồi mình cho qua một lượt rau câu ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nhãn vào, mỗi khuôn một quả đi. Nước nhãn rất là ngọt các bạn ơi. Và vị thơm vô cùng. Thêm tí rồi, bị thơm vô cùng. Bây giờ mình sẽ cho đây, cho nhãn lên rau câu cũ lên trên, rau câu cũ lên trên cái lớp nhãn mà mình mới cho vào á. Ủa mày nhớ mày còn một cái khuôn này nữa mà, tìm giùm mẹ cái Su Su. Mày nhớ mày có hai cái khuôn to này mà ta, cái khuôn hình mặt cười mặt khóc này, mày nhớ mày có hai cái mà. Mày có cái hũ hạt đát cho mẹ nè. Rồi nhá, cái nào xong mình sẽ để qua một bên nhé. Rồi đây rau câu nhãn, rau câu hạt đát ha. Rồi tiếp theo của mình sẽ làm rau câu saffron, món mà mình yêu thích nhất. Nè nè, đây là sao rong mà mình đã ngâm rồi đây. Mình ngâm hơi đậm để mình làm rau câu cho nó đẹp. Rồi mình sẽ làm món mà mình yêu thích nhất, rau câu sao rong của mình. Chắc không đủ để làm rau câu kia rồi. Để xem hết, hết rau câu rồi, cho câu trắng rồi. Giờ mình sẽ làm tiếp theo. Rau câu saffron. Vậy là còn sữa với lại rau tầm. Sữa với rau tầm chắc không đủ đâu. Ta này biết ra xong vào đây. Rau câu saffron có rất là thơm và màu rất là đẹp. Lấy cho mẹ cái muỗng nhỏ coi con, muỗng nhỏ mới múc được. Muỗng nhỏ. Cái muỗng ăn cơm dài dài á, nhỏ xíu sao múc được, nhỏ vừa thôi, cái đó nhỏ quá. Rau câu sao không? Mình sẽ cho vào cái khuôn nào đây ta? Sẽ cho vào cái khuôn cái bé đi cho dễ thương. Đây cái khuôn tròn đây. Mình sẽ cho vào cái khuôn tròn đi cả nhà. Đây tiếp theo của mình là rau câu sao không nè. Mình sẽ cho vào hai cái khuôn này nha. Cái nào xong rồi thì mình để xuất qua một xíu.
câu câu xong trong màng đẹp quá. Cho thêm một chút xíu nữa. Rồi. Mình cứ đổ lên thôi, không có gì cả. Vấn đề gì ra mình cứ đổ lên thôi rồi mình lấy khuôn mình ấn xuống mình làm khuôn. Còn nóng quá cả nhà ơi. Mình phải làm từ từ thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy mấy cái sợi mình để vào trong cái khuôn tròn á, chi chút nó ra hình rất là đẹp. Thì mình đừng để nó lung tung quá, nó không có khuôn. Mình cho vào trong khuôn tròn này, chút xíu mình ấn xuống. Mình chỉ một chút khi mà mình làm xong mà có cái khuôn lô câu rất là đẹp. À, giờ mình cho thêm một miếng nữa cho nó đều. Chưa nè, mình thử nha. Thôi, chưa được. Cho thêm, chưa được. Đúng rồi, nó chưa có tròn cho nên mình sẽ làm thêm. Rồi. Rồi, cho nó tròn trịa đàng hoàng. Rồi, xong. Những cái sợi ra con này mình nên để qua cái khuôn tiếp theo. Không, mẹ không đủ để làm rau câu kia rồi, đủ rau câu sao tông rồi. Hết luôn rồi. Không đủ để làm vị dầu phẩm với gì đó. Sữa với